Đây là những hình ảnh chúng tôi ghi lại được trong một kho tích trữ nguyên liệu pate đông lạnh tại Hà Nội. Tại đây, hàng trăm kg pate trữ đông sẽ được cung cấp ra thị trường mỗi ngày. Nhưng mà cái này thì để lâu mà. Không nhãn mác, không hạn dùng, các sản phẩm tại đây đã được trữ đông trong thời gian rất dài. Và ngay cả chất lượng hay hạn dùng của những sản phẩm này là điều mà không người mua nào phải lo lắng. Pate đây ăn được không? Nó có nhiều loại, hỏi người ta rồi, ai về chả bảo nó ăn được. Không ăn được thì bán cho ai. Nhưng mà... ăn kiểu gì? Nó có nhiều loại. Tại một địa chỉ phân phối khác, với giá nguyên liệu khá cao và nhu cầu của thị trường, thông thường pate thường có giá từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng 1 kg. Chính người bán thừa nhận các sản phẩm pate đông lạnh chứa rất nhiều nguy cơ đối với sức khỏe. Chị xin lỗi em, cái pate này là pate bột. Chị nhìn thì chị biết. Pate bột ở như nào chị? Pate bột tức là pha rất nhiều bột. Của nhà chị là hoàn toàn không bột luôn. Cổng trường học mới chị ạ? Cổng trường học mà dạng như bán cho cái bọn mà lớp 1, lớp 1, cổng trường học mà dạng bán sinh viên với cái ấy để nó biết ăn nó khác. Bán cho trẻ con với kiểu khác. Bán cho trẻ con thì không cần biết ăn à? Trẻ con nó có biết gì là ngon hay không? Mấy đứa nó biết thưởng thức, chị nói thật. Vì để giảm giá thành nguyên liệu từ thịt tới gan động vật khó có thể được an toàn mà còn được pha trộn thêm nhiều bột và các chất phụ gia không rõ nguồn gốc. Đây là những hình ảnh chúng tôi ghi lại về nguyên liệu pate đang được đổ bán cho rất nhiều nhà hàng quán ăn hiện nay. Đông lạnh, được đóng gói sẵn, không nhãn mác hạn dùng. Liệu những sản phẩm này có đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm? Pate là loại thực phẩm có nguồn gốc từ gan động vật và nhiều loại gia vị khác. Gan lại là loại thực phẩm chứa rất nhiều đạm. Và với những thực phẩm chứa nhiều đạm thì thời gian bảo quản là rất ngắn. Có thể thấy thời hạn bảo quản của pate không thể dài như quảng cáo. Đặc biệt, việc trữ đông sản phẩm trong thời gian dài có thể gây biến chất, thay đổi các thành phần dinh dưỡng có trong pate. Thì nó cũng là một loại chất béo. Thế và khi để lâu quá như này thì nó sẽ bị phân hủy thành những cái chất độc hại hơn nữa. Và khi vậy thì cái nguy cơ của sức khỏe lại còn cao lên gấp đôi. Sử dụng các cái loại tẩm ướp lâu ngày hay là để đông lạnh rất là lâu ngày, thậm chí là có thể bị phân hủy nữa rồi thành những chất độc hại nữa rồi thì lại vô cùng ảnh hưởng đến sức khỏe. Quá nhiều thì đã gây nguy cơ gây tăng cholesterol máu, là một trong những cái chứng rối loạn chuyển hóa lipid máu đã rất là nguy hiểm cho tim mạch, cho huyết áp, cho não, cho các cái bệnh về ung thư rồi. Tại những cửa hàng bánh mì này, trung bình một ngày có thể tiêu thụ từ 1 đến 2 kg pate trở lên. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu các sản phẩm pate trữ đông kém chất lượng được đưa ra tiêu thụ tại các quán ăn này, thì hàng ngày sẽ có rất nhiều người dùng phải sử dụng những sản phẩm kém chất lượng cho bữa ăn của mình. Trong khi đó, khi ăn kèm với nhiều loại thực phẩm khác, vị giác khó có thể kiểm chứng và nhận ra chất lượng thực sự của sản phẩm.